Ủy ban tiện ích công cộng California, Mỹ mới đây đã quyết định phạt dịch vụ taxi Uber 7,3 triệu đô la vì không cung cấp số liệu đã nhận được từ bao nhiêu yêu cầu sử dụng dịch vụ từ phía khách hàng. Uber sẽ phải trả 7,3 triệu đô la tiền phạt vì cố tình không cung cấp số liệu kinh doanh của mình cho các nhà quản lý. Cụ thể là đã thực hiện bao nhiêu yêu cầu sử dụng dịch vụ từ phía khách hàng. Công ty này đã có 30 ngày để trả tiền phạt, nếu không sẽ bị tước giấy phép hoạt động tại bang California. Theo thông báo của Ủy ban Tiện ích Công cộng California, phán quyết này có thể được chuyển lên cấp cao hơn. Là dịch vụ taxi gây tranh cãi và được định giá trên 40 tỷ đô la, Uber đang phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng từ các nhà quản lý từ khắp nơi trên thế giới trong những tháng gần đây.